Trong kinh Phật có một câu nói rất hay, nói rằng mỗi người đều theo ước nguyện mà đến. Thế nên có thể hiểu lý do chúng ta gặp gỡ và chia ly. Có thể đến để giải duyên, rời đi khi đã trả đủ. Vậy nên không cần phải cưỡng cầu. Người với người, nếu có đủ vị trí quan trọng trong lòng nhau, nhất định sẽ như cánh én ngoài kia. Xuân tới nhất định sẽ trở về.